vì cai thuốc lá thành công. Có nhiều người nghiện thuốc lá nặng nhưng sau khi biết được tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe, bằng quyết tâm họ đã cai nghiện thành công mà không cần đến sự hỗ trợ nào từ các sản phẩm thực phẩm chức năng. Hiểu rõ hậu quả của việc hút thuốc lá để cai nghiện. Chia sẻ với báo Giao thông, anh Nguyễn Ngọc Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, bộc bạch, khi cai thuốc quan trọng nhất là người cai phải ghi nhớ lý do bỏ thuốc. Với một người nghiện thuốc lá, nếu trung bình một ngày hút từ 1-2 bao loại thuốc lá có mức giá trung bình trên thị trường, khoảng 25.000 đồng trên bao thì mỗi ngày đã tiêu tốn đến 50.000 đồng và mỗi tháng tối thiểu là 1,5 triệu đồng cho việc hút thuốc. Tuy nhiên, hậu quả tai hại nhất là hút thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Bạn tôi nghiện thuốc lá, vô tâm hút thuốc ngay trong nhà của mình khiến hai đứa con của anh bị viêm phổi nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Đến lúc đó, anh mới thực sự hối hận, bỏ hẳn thuốc lá, anh Nam chia sẻ. PS, Khánh khuyến cáo người cai nghiện thuốc lá không nên thức khuya. Khi phải làm việc vào ban đêm, người cai thường hay có thói quen uống cà phê và hút thuốc liên tục. Nếu đang trong giai đoạn giảm dần lượng thuốc hút, tốt hơn hết, hãy duy trì việc ngủ đủ giấc và ngủ đúng giờ. Thời gian ngủ cũng chính là một liệu pháp hỗ trợ và làm giảm các cơn thèm thuốc. Anh Đào Xuân Quân, Trương Mỹ, Hà Nội cho rằng động lực để anh cai được thuốc lá đó là có được sự ủng hộ và hợp tác của vợ, con. Theo anh Quân, sự ủng hộ và hợp tác của vợ con có vai trò rất quan trọng trong quá trình cai thuốc lá của anh. Để giúp bố, các bé cùng nhau làm các tờ rơi ghi chữ No Smoking dán khắp nơi trong nhà. Hễ học xong bài hay đi học về đến nhà là chúng xả vào quấn quýt lấy bố, có các cử chỉ âu yếm, nũng nịu với bố, nhất quyết không rời bố nửa bước. Vì thế, nếu thèm thuốc, anh Quân cũng không có thời gian để đốt thuốc lá. Vợ cũng nghiên cứu về chế độ ăn uống cho người cai nghiện thuốc lá, thường xuyên nấu các bữa cơm giàu chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và làm nước hoa quả giàu vitamin C giúp anh giảm cảm giác nhạt miệng, thèm thuốc. Anh Quân bộc bạch, tôi cai thuốc thành công được như thế này là nhờ vợ con cả. Không có họ, tôi sẽ chẳng thể cai thuốc được. Anh Vũ Văn Chiến, Hà Đông, Hà Nội thì cho rằng, trong thời gian cai nghiện thuốc lá cần hạn chế tham gia các cuộc tiệc tùng, nhậu nhẹt có rượu, bia. Các cuộc nhậu nhẹt, tiệc tùng thường đi kèm với thuốc lá, rượu, bia. Tham gia các cuộc vui này, nhiều lúc rất khó có thể cưỡng lại được cảm giác thèm thuốc và cuối cùng thường tặc lưỡi, hút nốt lần này rồi thôi. Nhưng thực tế, việc hút nốt này có thể sẽ lại nhẹ nhàng quay trở lại với tình trạng nghiện thuốc lá ban đầu. Vì vậy, hãy cân nhắc hạn chế tham gia các bữa ăn uống như thế này. Đây là kinh nghiệm cai thuốc lá của tôi, anh Chiến chia sẻ. Cần có kế hoạch giảm lượng thuốc lá mỗi ngày. Theo bác sĩ Đặng Quốc Khánh, trưởng phòng y tế dự phòng và các chương trình y tế, Cục Y tế GTVT khuyến cáo, một trong những kinh nghiệm cai thuốc lá là phải giảm lượng thuốc lá một cách từ từ. Người hút không thể hôm qua vẫn nghiện nặng nhưng hôm nay bảo tôi cai và không hút nữa. Thay vì quan điểm như vậy, người cai hãy từ từ và tiến tới bỏ hẳn. Bác sĩ Đặng Quốc Khánh dẫn chứng, có nhiều ông bố sau khi xác định được rõ ràng các lý do phải bỏ thuốc lá đã hăng hái tuyên bố, từ nay mình sẽ không bao giờ động đến một điếu thuốc nào nữa. Nhưng họ đã nhầm, việc dừng hút thuốc một cách đột ngột là không dễ dàng thực hiện. Các nên lập riêng cho mình một kế hoạch bỏ thuốc giảm dần. Ví dụ, những ngày đầu, bình thường đang hút 15 điếu, có thể đặt ra chỉ tiêu giảm xuống chỉ hút 10 điếu. Sau đó, tùy theo thực tế, tiếp tục giảm xuống chỉ hút 5 điếu mỗi ngày, rồi 1 điếu mỗi ngày cho đến khi không còn cảm giác thèm thuốc và không còn thói quen hút thuốc. Như vậy, các cơn thèm thuốc cũng sẽ có thời gian giảm dần và tự điều chỉnh phù hợp với sức đề kháng của cơ thể. PS, Đặng Quốc Khánh chia sẻ. Theo bác sĩ Đặng Quốc Khánh, việc hút giảm dần lượng thuốc lá mỗi ngày trong kế hoạch cai nghiện thuốc lá cũng không phải dễ dàng. Giữa những khoảng thời gian không hút thuốc, thay vì như trước đây sẽ rút bao thuốc lá, lấy một điếu và châm lửa hút thì bây giờ, có thể nhai các loại kẹo cao su có chất nicotine, kẹo cao su có vị bạc hà để đánh lạc hướng cảm giác thèm thuốc của mình.